Xin được gửi lời chào thương quý đến toàn thể quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt TV đang cùng đến với bản tin buổi tối của đài chúng tôi cùng với anh Khang và Kiều Trâm. Kiều Trâm xin chào anh Khang và xin chào quý vị. Thưa quý vị, mở đầu với chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Lực lượng cảnh sát Nigeria giải cứu 100 nạn nhân bị bắt cóc. Ngày càng có nhiều người bị lây nhiễm biến chủng Delta tại Pháp Quốc. Tây Ban Nha sẽ cho phép các tiệm thuốc Tây bán thiết bị thử nghiệm coronavirus bằng kháng thể. Biến thể Delta đang tăng mạnh tại Hoa Kỳ. Nhân viên Tòa Bạch Ốc và phụ tá văn phòng Chủ tịch Hạ viện đã dương tính với COVID. Và sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết và như thường lệ sẽ là phần tin thế giới mở đầu cùng với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết rằng lực lượng cảnh sát Nigeria hiện đang giải cứu 100 nạn nhân bị bắt cóc. Lực lượng cảnh sát và quân đội Nigeria vào thứ Tư 21 tháng 7 đã giải cứu 100 con tin từng bị lực lượng khủng bố bắt giữ, bao gồm nhiều thai phụ, thiếu nữ và trẻ em. Màn bắn cóc diễn ra tại một ngôi làng thuộc mạng Tây Bắc Nigeria vào tháng trước, nhưng chưa rõ chính phủ có đồng ý trả tiền chuộc hay không. Tất cả các nạn nhân đều bị bắt đi vào ngày 8 tháng 6, sau khi các phần tử xông vào tấn công thị trấn Manawa thuộc tiểu bang Zamfara. Trong khi mạng đông bắc của Nigeria đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS và tổ chức Boko Haram, các cuộc tấn công ở mạng Tây quốc gia hầu hết đều do băng đảng tội phạm tiến hành vì lý do tài chính. Ngày càng có nhiều người lây nhiễm biến chủng Delta tại Pháp. Bản tin thế giới ngày hôm nay cũng cho biết, truyền thông quốc gia đã dẫn lời một nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết phần lớn các ca nhiễm bệnh mới ở Pháp Quốc đều có liên quan tới chủng virus biến thể Delta, trong bối cảnh tốc độ lây lan của chủng này cao gấp nhiều lần so với chủng nguyên thủy. Thủ tướng Pháp là Jean Castex vào ngày thứ Tư 21 tháng 7 vừa qua đã loan báo chính phủ sẽ sớm đưa ra nhiều giải pháp để kiểm soát làn sóng lây lan này. Bắt đầu vào tháng 8 sắp tới, tất cả người dân nước Pháp nếu như muốn lui tới các cơ sở thương mại hay trung tâm giải trí đều phải chứng minh bản thân đã chích ngừa hoặc xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện tại, các nhân viên làm việc trong ngành y tế ở Pháp Quốc đều phải chích vaccine phòng bệnh do quốc gia này đang bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ tư. Tây Ban Nha sẽ cho phép các tiệm thuốc Tây bán thiết bị thử nghiệm coronavirus bằng kháng thể. Người dân cư ngụ tại Tây Ban Nha bắt đầu từ thứ Năm 22 tháng 7 trở đi sẽ có thể tự xét nghiệm COVID ở nhà bằng thiết bị kiểm tra kháng thể vốn được bày bán tại các tiệm thuốc Tây. Quyết định này được đưa ra nhằm để giảm thiểu sự lây lan của COVID trong bối cảnh tại Tây Ban Nha đã xuất hiện nhiều biến chủng nguy hiểm. Nếu như có kết quả dương tính thì bệnh nhân phải ngay lập tức báo với chính quyền để được xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR. Được biết, kể từ cuối tháng 6 tới nay, số người ngã bệnh vào mỗi ngày đã bắt đầu leo thang tại Tây Ban Nha, nâng tổng số người xét nghiệm dương tính trên toàn quốc lên mức là 4.2 triệu người, hơn 81.000 người được cho là đã tử vong. Thành phố Brisbane của nước Úc sẽ được chọn là nơi tổ chức Thế vận hội vào năm 2032. Các phái đoàn đại diện cho tiểu bang Queensland của nước Úc nói chung và thành phố Brisbane nói riêng vào ngày thứ Tư 21 tháng 7 đã bày tỏ sự vui mừng sau khi nơi này được chọn tổ chức Thế vận hội mùa hè vào năm 2032. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Olympic Quốc tế trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là Thế vận hội mùa hè 2020 sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô Tokyo. Chương trình lẽ ra đã cử hành hồi năm ngoái nhưng buộc phải hoãn lại vì sự xuất hiện của COVID-19. Sau Thế vận hội ở Melbourne vào năm 1956 và ở Sydney vào năm 2000, thì Brisbane đã trở thành thành phố thứ ba của nước Úc có được vinh dự tổ chức Thế vận hội mùa hè này, vượt qua nhiều đối thủ khác như Indonesia, Hungary, Trung Hoa, Đức và Qatar. Tỷ lệ lây nhiễm đã leo thang ở Nam Hàn vì biến chủng Delta. Bộ Y tế Nam Hàn vào thứ Ba 20 tháng 7 đã ghi nhận được kỷ lục mới sau khi có thêm 1.784 người lây nhiễm COVID-19, vượt qua số liệu được ghi nhận vào tuần trước, trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với sự hoàn hành mạnh mẽ của chủng virus biến thể Delta. Kết quả phân tích di truyền học gần đây cho thấy có khoảng 40% các ca nhiễm bệnh được ghi nhận trong tuần trước đều là chủng Delta, vốn có nguồn gốc từ Ấn Độ. Chủng virus này có tính sát thương và tốc độ lây lan cao hơn chủng thông thường và đồng thời là nguyên nhân khiến cho nhiều người bị thiệt mạng tới nỗi không có chỗ chôn tại Ấn Độ trong thời gian trước đây.
Biểu tình phản đối chính sách tăng thuế tại Colombia. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới ngày hôm nay cũng cho biết nhiều màn đụng độ bạo lực đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình tại thủ đô Bogota của Colombia vào ngày thứ ba 20 tháng 7 vừa qua, sau khi có nhiều cư dân bản xứ cùng nhau xuống đường phản đối chính sách cải tổ thuế của Tổng thống Iván Duque, mặc dù dự luật này vẫn chưa được chính thức thông qua. Do bị nhiều người biểu tình tấn công bằng gạch đá nên cảnh sát buộc phải đáp trả bằng hơi cay để giải tán đám đông. Ngoài việc lên án dự luật tăng thuế thu nhập, thì người dân còn muốn chính phủ phải đưa ra nhiều giải pháp giúp giải quyết tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng trong thu nhập xã hội. Hàng ngàn người đã đến tụ tập tại 23 khu phố trong và ngoài thủ đô Bogota, làm tăng nguy cơ lây nhiễm coronavirus. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết lũ lụt đã khiến nhiều người bị thiệt mạng tại Trung Quốc. Nhiều vùng lãnh thổ thuộc tỉnh Henan của Trung Quốc hiện đã bị chìm đắm trong nước lũ. Tính cho tới ngày thứ Tư 21 tháng 7, trận thiên tai đã khiến cho ít nhất 16 người bị thiệt mạng và nhiều người khác đã bị mất nhà. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất được cho là thủ phủ Gyeongju. Những cơn mưa nặng hạt liên tục trút xuống nhiều ngày chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ngập lụt này. Những hình ảnh do đài truyền hình CCTV cung cấp cho thấy cảnh tượng xe cộ bị nước cuốn trôi gây ảnh hưởng tới giao thông ra vào trong khu vực. Có tới 4 cư dân tại thị trấn Gongji đã bị chết đuối do đi này nằm sâu trong sông Vàng. Nhiều ngôi nhà và tầng cơ sở cũng bị sập đổ và làm đảo lộn cuộc sống của 12 triệu cư dân. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.